Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Đây là động lực để tỉnh đẩy nhanh lộ trình xây dựng tỉnh nông thôn mới vào năm 2025. Với nhiều mục tiêu và kế hoạch đề ra, chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại Tây Ninh đã ghi nhận nhiều điểm sáng, góp phần nâng cao đời sống và đẩy mạnh phát triển kinh tế ở nông thôn. Thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh Tây Ninh triển khai hiệu quả. Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023, các xã, các huyện trên địa bàn tỉnh vẫn đang tích cực thúc đẩy cái quá trình để mà thực hiện theo cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những xã nào mà đạt nông thôn mới rồi thì chúng ta củng cố và phát triển lên nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với những cái xã nào chưa đạt thì chúng ta tiếp tục xây dựng cho đạt. Và khi chúng ta đạt hết các xã rồi thì chúng ta phấn đấu tới cấp huyện. Thì từ xã mà lên huyện đạt thì chúng ta còn nhiều cái tiêu chí khác phải đạt, chứ không phải là cộng các xã đạt là huyện đạt. Ví dụ như là phải có công trình cấp nước tập trung, phải có xử lý rác thải, xử lý nước thải, rồi hệ thống đường liên xã v.v. thì có nhiều yếu tố chúng ta phải làm. Và cái kinh phí dự kiến dành cho cái chương trình này cũng rất là lớn. Và như vậy thì tới nay chúng ta đã có 61 trên 71 xã đạt nông thôn mới và phấn đấu tới 2025, tức là cuối nhiệm kỳ, thì chúng ta sẽ hoàn thành 100%. Chúng ta đang có 17 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 2 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và như vậy thì có thể nói rằng là cái công trình, cái vấn đề xây dựng nông thôn mới chúng ta đang đi đúng lộ trình. Đối với xã Bầu Năng là một địa phương được chọn để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Tuy nhiên, ngay từ khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã bắt tay vào triển khai thực hiện trước những tiêu chí dễ thực hiện. Đặc biệt từ năm 2022, xã đã chọn ra những tiêu chí cần tập trung nguồn vốn để thực hiện như tiêu chí về giao thông, tiêu chí về xây dựng nhà chăn hóa ấp, trường học. Bắt đầu từ năm 23 thì xã đã tăng cường tác tuyên truyền cũng như là ban hành rất nhiều cái văn bản chỉ đạo cho ban chỉ đạo, ban quản lý và ban phát triển các ấp cũng như hình thành cũng cơ cấu trở, củng cố trở lại các ban chỉ đạo, ban phát triển để mà có cái thực lực để làm việc. Khi mình thực hiện từng tiêu chí một á, triển khai người dân thì được sự đồng thuận rất cao, cho nên nó quá trình triển khai nó nhanh. Ví dụ như về giao thông thì người dân sẽ tham gia giám sát cũng như đóng góp thêm. Thì đến thời điểm này á, chúng tôi đang là làm cái giai đoạn cuối cùng, tức là đã gỡ hồ sơ trình lên tỉnh để được công nhận. Nói chung là về công tác xây dựng nông thôn mới của Sầu Năng đến thời điểm này coi như là đã thành công. Xác định xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, không có điểm dừng. Ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Ninh, huyện Chợ Minh Châu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Để đạt được các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực hoàn thành từng tiêu chí. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã rà soát các tiêu chí và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo và đầu tư hoàn thành các tiêu chí. Đồng thời, đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng sáng tạo các cơ chế chính sách của nhà nước, lấy nhân dân làm chủ thể, kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài xã, cùng tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì năm 23 được là tỉnh với huyện chọn Phú Ninh là xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì sau khi được tỉnh huyện chọn thì xã đã kiện toàn là ban chỉ đạo nông thôn mới, ban quản lý và ban phát triển các ấp.
tổ chức phân công từng thành viên ban chỉ đạo cũng như là công chức phụ trách từng tiêu chí để tham mưu thực hiện theo cái hướng dẫn của các sở ngành tỉnh đã triển khai. Về 19 tiêu chí thì thực sự là cái tổng quan là xã tập trung dồn lực hết, nhưng mà quan tâm nhất là những một số tiêu chí như bảo hiểm y tế, sản phẩm ô cốp, môi trường, cũng như là tiêu chí hạ tầng giao thông nông thôn, quy hoạch, thủy lợi. Về tiêu chí 2 thì cơ bản thì năm nay được tỉnh, huyện đầu tư thêm là nâng cấp và sửa chữa tất cả tuyến đường nông thôn mới là 5-7 tiếng trước đây, cũng như là nâng cấp thêm là 10 tiếng, thì tổng kinh phí là 15 tỷ. Thì trong quá trình làm thì đến cái này thì đã hoàn chỉnh tất cả, thì sau khi thực hiện tiêu chí 2 thì nhân dân rất phấn khởi cái này. Thì tất cả đường liên xã, đường trục ấp, thì đường xuống nội đồng thì cơ bản là thuận tiện nhân dân để phát triển sản xuất trong thời gian tới, thì nhân dân rất đồng tình và phấn khởi. Để thực hiện đảm bảo về đích nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng tiến độ, địa phương đã có những giải pháp chỉ đạo sát thực với thực tiễn. Nhờ thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiên phong gương mẫu trong việc hiến công, hiến kế, hiến đất và đóng góp kinh phí để thi công các tuyến đường đạt chuẩn, qua đó giúp mọi người đi lại, vận chuyển hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp thuận tiện, dễ dàng. Từ khi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, với vai trò là mặt trận thì phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến người dân để thực hiện cái chương trình nông thôn mới nâng cao, thì người dân đã đồng tình ủng hộ. Cụ thể như việc vận động người dân tham gia đóng góp vốn đối ứng và tháo gỡ các công trình phụ cây cối trên tuyến đường để cho đơn vị thi công thực hiện đảm bảo theo thời gian và quy định. Đối với xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, là một địa phương đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Đến năm 2020, xã tiếp tục được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định hành trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Đông đã quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ sự quan tâm đầu tư trên các mặt của ngành chức năng từ thị xã đến xã, hiện nay trên địa bàn Trường Đông từng bước xóa vườn tạp, thay vào đó là những vườn nhãn, sầu riêng, cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao, từ đó góp phần đưa đời sống người dân ngày càng phát triển và làm trợ lực không nhỏ giúp Trường Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mình vẫn là duy trì để nâng cao chất lượng những cái chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được của xã nông thôn mới nâng cao. Và thực hiện cái xã nông thôn mới kiểu mẫu thì xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì có hai tiêu chí phải bắt buộc, là chúng ta phải về tiêu chí thu nhập nó phải cao hơn 10% so với cái tiêu chí của nông thôn mới nâng cao, và phải xây dựng là một cái ấp thông minh. Tiêu chí của ấp thông minh thì nó còn mới mẻ với địa phương, tuy nhiên thì trong các chỉ tiêu thì chúng tôi cũng đã thực hiện xong. Về cái tiêu chí thu nhập thì bình quân đầu người là theo cái quy định là phải 88 triệu đồng trên một người. Để đạt được thu nhập đó thì Trường Đông cũng thực hiện những cái giải pháp như là nâng cao chất lượng hoạt động của tất cả hợp tác xã. Ở đây thì có hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thì mình sẽ vận động người dân chuyển đổi cơ cấu về cơ trồng vật nuôi, chọn những cái cây trồng nào mà có hiệu quả kinh tế để mình có thể chuyển đổi. Với cách làm sáng tạo và phù hợp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống của nhân dân. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lũy kế đến nay có 65 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 100% xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, các xã được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã về đích đúng hẹn. Đây là nền tảng để các địa phương phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thành công lộ trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh theo đúng kế hoạch.
Quý vị và các bạn thân mến, phát huy những cách làm hay, sáng tạo, quyết liệt, bài bản trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Bước sang năm 2024, cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn bằng những hành động cụ thể thiết thực để tăng tốc bứt phá thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2025 một cách thực chất, bền vững. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt.